Chị Yến, để chị nhận được giải phim vàng lần này, tôi thấy vị trí nữ diễn viên số 1 thế giới không ai khác chính là chị. Còn một Thanh Ly, đến lúc rời sân khấu rồi. Chẳng qua là may mắn, may mắn gặp được vài kịch bản tốt. Nếu không, một Thanh Ly cô ta có tư cách đối đầu với tôi sao? Đó là đương nhiên rồi. Từ tài nguyên đến điều kiện cá nhân, một Thanh Ly có chỗ nào so được với chị? Thật là hoành tráng. Không biết người nào đứng đầu phim trường hoàng cầu này đi. Chúng ta tránh ra một chút, đừng cản đường của họ. Dạ. Nhìn cái gì mà nhìn, cút qua một bên. Nhìn gì đó, mau cút đi. Muốn chết sao? Có chuyện gì? Có lẽ là người hâm mộ cuồng nhiệt của chị cũng không biết lấy từ đâu ra lịch trình đuổi đến tận công ty. Chị Yến đợi một chút, em đi xử lý ngay. Dì có sao không? Cảm ơn con, không sao. Đám người hâm mộ mấy người sao vậy? Có ý thức ranh giới không? Ngang nhiên ở phim trường hoàng cầu đánh người, mau cút đi. Lần sau còn đến làm loạn thì đừng trách. Đầu tiên tôi không phải là người hâm mộ, tôi đến gặp người đại diện. Thật ra chân của bác đây không khỏe, nhất thời không tránh kịp. Các người không phân biệt trắng đen đã động tay động chân rồi, sau đó còn trách tôi. Để trách nhiệm cho tôi. Đây chính là chuyện di chuyển của nhà bà chủ các người. Hiểu chưa? Không phải người hâm mộ đến đây ăn dạ. Máy quay đâu? Ra giá đi. Tự mình nuôi chó cắn người, thân làm chủ lại không lên tiếng sao? Cậu, cậu có biết đây là chỗ nào không? Là sảnh lớn công ty của phim trường hoàng cầu. Còn tôi là bà chủ của phim trường hoàng cầu. Không biết sao? Bà chủ, ông chủ của phim trường hoàng cầu không phải là nam sao? Tất cả mọi người ở đây đều phải nhường đường cho tôi. Cho nên vệ sĩ của tôi đang làm việc của mình thôi. Còn bà ta chỉ là một người dọn dẹp. Nhìn thấy tôi mà không biết tránh thì là lỗi của bà ta. Bà đã bị sa thải rồi. Tôi xin lỗi cô Thẩm. Đều là lỗi của tôi. Cầu xin cô, cháu trai của tôi lên đại học rồi, tiền học phí vẫn chưa để dành đủ. Bà không cần phải làm như vậy. Bà đến chỗ cháu làm việc, lương tăng gấp đôi. Hay lắm. Hay cho bà chủ của hoàng cầu. Còn cậu nữa, cậu nói tới gặp người đại diện, cậu có thể đi được rồi. Nghệ sĩ đại diện dưới trướng phim trường hoàng cầu, cậu không gặp được đâu. Ồ, cô có bản lĩnh lớn như vậy. Thưa chú, nói cho cậu ta biết. Em hiểu rồi chị Yến. Đầu tiên, chưa nói đến việc cậu xúc phạm chị Yến của chúng tôi. Phí đại diện cho ngôi sao hạng A của công ty chúng tôi một năm ít nhất cũng là 1 tỷ. Siêu sao ít nhất cũng 5 tỷ. Hơn nữa, còn tính đến trình độ chuyên môn của người đại diện, giá trị thương hiệu, còn có phải là đại diện độc quyền hay không nữa. Bây giờ cậu đã hiểu bản thân thế nào chưa? Còn chưa cảm thấy bản thân xứng đến phim trường hoàng cầu không? Bây giờ còn cảm thấy bản thân xứng đến phim trường hoàng cầu không? Đương nhiên là xứng. Cậu có năng lực như vậy, làm ở công ty nào? Nói tên tôi nghe đi. Giang Châu Tô Thị. Chị Yến, tài liệu đây. Nhà họ Tô, đây không phải là tập đoàn mà ông lớn Lý Vệ Trạch căn dặn cấp dưới tuyệt đối không làm đại diện cho đây sao? Tôi còn cho rằng là tập đoàn 100 tỷ ngàn tỷ nào, thì ra là một công ty nhỏ giá thị trường 1 tỷ. Chú Chu, đuổi ra ngoài đi. Nghe rõ chưa? Cậu không có tư cách hợp tác cùng hoàng cầu. Mau chóng cút đi. Cô Mục sắp tới rồi. Xin lỗi vì đã làm cô thất vọng. Tôi hôm nay không chỉ là muốn đến hợp tác, mà còn muốn ký hợp đồng với các người. Nữ diễn viên nổi tiếng nhất của phim trường hoàng cầu sẽ làm đại diện cho tập đoàn nhà họ Tô. Cậu nói cậu sẽ ký hợp đồng với nữ diễn viên nổi tiếng nhất của phim trường hoàng cầu. Không sai. Vậy cậu có biết sức nặng của mấy từ nữ diễn viên nổi tiếng nhất của phim trường hoàng cầu không? Biết. Vậy cậu còn dám dùng lời ngông cuồng này nói ký tên sao? Tôi và cô ấy quen biết nhau. Tôi tin cô ấy sẽ sẵn lòng giúp cho quen tôi. Quen biết? Cậu cho rằng cậu đủ tư cách quen biết tôi sao? Cô là nữ diễn viên nổi tiếng nhất hay là minh tinh? Cậu đùa à? Chị Yến của chúng tôi là cái tên quen thuộc, nổi tiếng toàn cầu. Cậu vậy mà lại không biết? Không biết. Còn có bà chủ hoàng cầu này, người không biết còn cho rằng chủ tịch của phim trường hoàng cầu là mẹ của cô sắp lên nhận chức. Cậu thì biết cái gì? Chị Yến của chúng tôi sắp nhận được nữ diễn viên chính xuất sắc giải phim vàng rồi. Đến lúc đó, phim trường hoàng cầu này của tôi cũng từ khác nhờ đến chị Yến mà kính trọng. Loại người như cậu thì biết cái gì? Vẫn chưa tổ chức lễ trao giải. Cô làm sao biết mình giành được giải? Cậu chủ, Thẩm Yến và giám khảo của giải phim vàng có quan hệ qua lại với nhau, mới có thể áp đảo cô Mục trong cuộc bỏ phiếu. Giải thưởng năm nay đã được bên trong chọn là cô ta. Không biết xấu hổ. Cậu là có ý gì đây? Không có ý gì, đơn giản là xem thường cô. Tôi là nữ hoàng điện ảnh, nữ diễn viên nổi tiếng nhất của hoàng cầu ảnh nghiệp, giành vô số giải thưởng, các công trình tìm tôi làm đại diện, ít nhất cũng 100 tỷ vạn tỷ. Doanh nghiệp đa quốc gia như nhà họ Tô, loại hợp đồng đại diện công ty nhỏ này chỉ xứng đưa vào máy cắt vé cho công ty tôi thôi. Tên ngược lại khá nổi tiếng, nhưng loại vinh hạnh này là từ đâu mà có? Trong lòng cô tự biết rõ, lại lấy ra khoe khoang, đúng là không biết mất mặt. Cậu nói cái gì?
Tôi nói, cô có thể đạt được vị trí như ngày hôm nay, chắc cũng làm không ít chuyện dơ bẩn rồi đi. Sao cô lại dám bôi nhọ chị Yến, bảo vệ, làm gì đó? Náo loạn ở cửa công ty, gây ầm ĩ. Chủ tịch Lưu, xảy ra chuyện gì? Chủ tịch Lưu, thằng nhóc này vừa mới dựa vào việc tìm người đại diện mà vu khống chị Yến. Chúng tôi đang chuẩn bị đuổi cậu ta đi. Chủ tịch Lưu, cậu ta đang nói nhân phẩm tôi không xứng với địa vị. Được như ngày hôm nay là nhờ sử dụng thủ đoạn ngầm. Này nhóc, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói bậy. Đây là nghệ sĩ nổi tiếng, phim trường hoàng cầu của tôi, không phải ai cũng có thể bôi nhọ. Bây giờ tôi cho cậu một cơ hội, quỳ xuống, nói cho lớn câu tôi sai rồi. Nói đủ 3 lần, tôi sẽ xem xét, coi như chưa biết chuyện này. Thế nào? Chuyện cô ta làm, tôi không thể nói sao? Nói như vậy, cậu đây là không uống rượu mời, muốn uống rượu phạt đúng không? Nói như vậy, cậu đây không muốn uống rượu mời mà muốn uống rượu phạt đúng không? Vẫn là câu nói đó. Chuyện cô ta làm, tôi nói không đáng. Chủ tịch Lưu, ông coi đi. Tôi khuyên cậu một câu, xin lỗi chuyện cậu làm vừa nãy. Còn không, tôi sẽ cho cậu biết hậu quả của việc xúc phạm đến tôi. Như vậy sao? Tôi sẽ rửa tay lắng nghe. Không phải cậu muốn tìm người đại diện sao? Cậu có tin chỉ một câu của tôi có thể khiến cho toàn bộ nghệ sĩ trong giới giải trí đều không làm đại diện cho nhà cậu. Thật không ngờ ông có năng lực ghê gớm như vậy. Ngu ngốc. Hoàng Cầu Ảnh Nghiệp chính là công ty giải trí hàng đầu thế giới, mà chủ tịch Lưu đây là phó chủ tịch Hoàng Cầu Ảnh Nghiệp. Lời của ông ấy chính là mệnh lệnh trong giới giải trí. Cậu bây giờ đã biết hậu quả khi xúc phạm tôi chưa? Nghe hiểu chưa? Không cần biết cậu từ đâu đến đây. Bây giờ xin lỗi Yến Yến, vẫn còn kịp. Cô ta không xứng, cậu đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Được thôi, vậy tôi sẽ cho cậu toại nguyện. Alo, ra lệnh cho cấp dưới, tất cả nghệ sĩ trong ngành giải trí không được nhận làm người đại diện cho tập đoàn nhà họ Tô. Còn không, chính là đang đối đầu với Hoàng Cầu Ảnh Nghiệp. Hối hận rồi sao? Đáng tiếc, bây giờ cho dù cậu quỳ xuống xin tôi cũng trễ rồi. Giang Châu Tô Thị sẽ bị toàn bộ giới cho vào danh sách đen. Sẽ không có ai dám đại diện cho các người đâu. Là cái giá cho việc cậu xúc phạm tôi đó. Cô chắc chắn như vậy sao? Vậy cậu không ngại gọi điện hỏi thử đi. Khắp giới giải trí có ai dám làm người đại diện cho các người không? Có tôi. Có tôi. Một Thanh Ly. Cậu Diệp, để cậu đợi lâu. Không có gì. Một Thanh Ly, cô có chắc chắn là muốn giúp không? Chắc chắn. Một Thanh Ly, đừng quên thân phận của cô. Cô dám nhận làm đại diện mà không thông qua công ty. Nếu như làm tổn hại tới danh tiếng của công ty, tôi xem cô làm sao bàn giao. Nếu cô rảnh rỗi như vậy, chỉ bằng nghiêm túc rèn luyện, nâng cao nghiệp vụ của mình đi. Nói cho cùng, khán giả trên thế giới đều có mắt nhìn hết. Không có tường nào che chắn hết gió đâu. Cũng không có việc gì che giấu hoài. Cô qua đây đi. Thanh Ly à, cô cùng cậu ta có quan hệ gì? Vì sao lại muốn nhận lời làm người đại diện cho cậu ta? Chủ tịch Lương, đây là chuyện của cá nhân tôi. Cô Tô, nếu như không tiện, chúng ta có thể làm theo quy trình. Trình tự quy trình, cậu có biết muốn ký hợp đồng với cô ấy cần những điều kiện gì không? Điều kiện gì? Tài sản công ty không dưới 1000 tỷ. Không có bất cứ tin tức xấu nào trong 3 năm. Phí đại diện 1 năm 10 tỷ. Loại công ty nhỏ như nhà họ Tô các cậu muốn đi theo trình tự, cậu xứng không? Thẩm Yến, đây là quyết định của tôi, với công ty không liên quan. Cậu Diệp, hay là chúng ta tới văn phòng bàn bạc chi tiết hơn đi. Được. Chủ tịch Lưu, một Thanh Ly đưa một tên họ Diệp tới phòng làm việc. Hai người bọn họ có phải? Im miệng. Một Thanh Ly ơi, một Thanh Ly, tôi theo đuổi cô lâu như vậy, không ngờ từ sớm ở bên ngoài có đàn ông. Chủ tịch Lưu, nếu đã không đạt được, vậy tại sao không tiêu diệt cô ta? Đây là hợp đồng đại diện, cậu Diệp, cậu coi đi. Làm đại diện miễn phí. Lúc trước, không phải đã nói tôi đã nợ cậu một lời hứa sao? Chuyện này cũng coi như đã giải quyết xong. Nhưng bên phía công ty, cô tính bàn giao thế nào? Cậu Diệp đây đang lo lắng cho tôi sao? Chuyện này không cần lo đâu. Nói cho cùng, tôi cũng là trụ cột của Hoàng Cầu Ảnh Nghiệp, cũng có chút quyền quy. Họ không dám đụng tới tôi đâu. Nhưng còn hai người vừa nãy có ý thù địch với cô. Tôi chỉ muốn tập trung diễn xuất, không muốn dính vào những chuyện thương mại lộn xộn. Công ty vốn chỉ vì chuyện này mà bất mãn với tôi, cho nên mới muốn nâng đỡ Thẩm Yến. Cô ta không muốn thua tôi, cho nên oán hận tôi đã lâu. Còn về Lưu Kim Long, ông ta là phó giám đốc của công ty, luôn muốn theo đuổi tôi. Chẳng qua người này hay thích trêu qua ghẹo nguyệt, không đáng để gửi gắm. Nhưng mà trong mắt của tôi thì cậu Diệp ngược lại là một người xứng đáng để mà gửi gắm, xứng đáng tin tưởng cả đời. Cảm ơn lời khen của cô Tô. Không biết là cậu Diệp cảm thấy tôi như thế nào? Cô Tô,
Tôi là người đã có gia đình. Vậy nếu như tôi nói tôi không để ý danh phận thì sao? Tôi chỉ là nói giỡn thôi. Nhìn đi, dọa cậu sợ rồi. Hôm nay tôi sẽ giúp cậu Diệp. Một chuyện lớn như vậy, mời cậu Diệp đi mua sắm cũng không quá đáng chứ. Tất nhiên là được. Thấy anh chụp như thế nào? Làm tốt lắm. Một thanh ly ơi một thanh ly. Đã làm sai thì phải chịu phạt. Những ngày nay, siêu sao nổi tiếng quốc tế Mục Thanh Ly bị phát hiện đời tư hỗn loạn, bao nuôi trai trẻ, có quan hệ tình cảm với doanh nhân giàu có. Phải rồi, người cho cô ta đi đóng phim đang ngủ cùng rồi phải không? Mục Thanh Ly sao lại buồn nôn như vậy? Thì ra mấy người nổi tiếng không có ai là tốt. Không làm người hâm mộ nữa, cô ta như vậy làm sao xứng như những người hâm mộ chúng tôi? Cái gì mà ngọc nữ trong sáng chứ? Đúng là nhảm. Đề nghị phong sát cô ta đi. Loại nghệ sĩ danh tiếng xấu như vậy không xứng xuất hiện trước công chúng. Chúng tôi sẽ không còn ủng hộ nữa. Nói cho tôi, đây là chuyện gì? Đây không phải sự thật. Những phóng viên giải trí này vì lượng truy cập mà đặt điều bịa chuyện. Đặt điều bịa chuyện sao? Mấy bức hình và video đều quăng tới đây. Cô nói đặt điều bịa chuyện cái gì? Cô biết không, bên ngoài bây giờ đều nói siêu sao họ một cô không biết xấu hổ đó, phóng đãng và đáng khinh. Mục Thanh Ly, cô rốt cuộc có biết thân phận của mình hay không? Biết. Tôi đã nói với cô từ lâu rồi, cô là người của công chúng, là nữ diễn viên nổi tiếng của hoàng cầu chúng ta. Phải chú ý đến lời nói và hành động của mình mọi lúc mọi nơi. Nhìn xem, cô đã làm những gì? Bị người chụp trộm, còn là quyền sắc giao dịch. Tôi không có. Chủ tịch, điều cần suy nghĩ nhất bây giờ là làm sao để đưa ra lời giải thích với công chúng. Được rồi, mọi người thảo luận một lát. Loại chuyện như vậy của Mục Thanh Ly làm sao giải quyết? Tôi đề nghị phong sát. Tôi đề nghị phong sát. Phong sát. Sao đây? Mang tiếng xấu như vậy không lẽ không dừng hoạt động? Tôi nói rồi, bọn họ đặt điều bị chuyện thôi. Mục Thanh Ly, đến những người liên quan cũng đã lên tiếng, cô còn dám ngụy biện. Sao đây? Lúc nằm trên giường người khác sao không nghĩ tới ngày hôm nay? Mục Thanh Ly, nơi này là công ty, cô muốn làm gì? Cô dám đánh tôi, còn dám ăn nói dớ dẫn, tôi sẽ đánh cô nữa đó. Các vị giám đốc, tôi chỉ đang đứng ở góc độ của công ty. Vừa nói cô ta hai câu, cô ta liền đánh người rồi. Rõ ràng cô ta không hề biết hối cải. Cô không xứng với sự nâng đỡ của công ty. Các vị, thái độ nhận lỗi của cô Mục Thanh Ly đi vô cùng tệ. Hơn nữa, để cô ta một mình bác bỏ tin đồn, rõ ràng không thể thành công loại bỏ ảnh hưởng của tin tức. Thậm chí có thể gây ảnh hưởng đến công ty. Vì nghĩ cho công ty, tôi đồng ý việc cắt giảm, trực tiếp dừng hoạt động của cô ta. Ai đồng ý, ai phản đối? Tôi đồng ý với quan điểm của ông Lương. Dừng hoạt động. Dừng hoạt động. Dừng hoạt động. Được rồi, mọi người ở đây không có ý kiến khác, vậy thì dừng hoạt động. Nếu công ty đã quyết định như vậy thì tôi hiểu rồi. Đứng lại đó. Cô đã gây tổn thất cho công ty. Không lẽ chỉ cần dừng hoạt động là xong sao? Cô còn muốn gì nữa? Căn cứ vào quy định của công ty, những thiệt hại do nghệ sĩ gây ra cho công ty nên được thực hiện theo giá trị của nghệ sĩ mà bồi thường gấp 10 lần. Không sai. Bây giờ giá trị thương mại của cô là 10 tỷ, cần bồi thường cho công ty 100 tỷ. Cô ta trước đó còn tự ý nhận thương vụ. Cái gì? Vi phạm quy định công ty, tự ý nhận thương vụ. Mục Thanh Ly, cô còn cái gì không dám làm không hả? Vậy thì cô phải bồi thường cho công ty thêm 5 tỷ, tổng cộng là 150 tỷ. Mục Thanh Ly, tuyệt vọng chưa? Lúc phim trường Hoàng Cầu ký hợp đồng với tôi, đang trên bờ vực phá sản. Tôi làm ở công ty 3 năm, kiếm cho công ty hàng trăm tỷ. Lương tới tay chỉ có 5-6 phần. Bây giờ các người bắt tôi bồi thường 150 tỷ. Ai kêu cô đáng khinh như vậy? Không biết xấu hổ. Mục Thanh Ly, 150 tỷ này cần phải bán thân tới khi nào mới bồi thường xong đây? Hay là để tôi giới thiệu hai ông chủ có tiền cho cô nha? Được rồi, hội nghị hôm nay đến đây thôi. Mục Thanh Ly, đi về chuẩn bị cho kỹ cho buổi họp báo ngày mai. Nhớ kỹ, chú ý cử chỉ và hành vi của cô. Từ ngày mai trở đi, tôi chính là nữ diễn viên nổi tiếng nhất phim trường Hoàng Cầu. Cô chủ, cô tìm tôi. Điều tra cho rõ. Tôi muốn toàn bộ sự việc rõ ràng chi tiết. Thêm nữa, đem tất cả thông tin về Thẩm Yến và Lưu Kim Long cho tôi.
nhất là những chuyện mờ ám của họ. Dạ, Lệ Tuyết sẽ đi làm ngay. Phải rồi cô chủ, chiều hôm nay cô Mục Thanh Ly sẽ tổ chức một buổi họp báo dành cho người hâm mộ. Sắp xếp đi, tôi sẽ tham gia. Dạ. Các bạn phóng viên thân mến, cảm ơn mọi người đã tới đây. Liên quan tới phim trường toàn cầu, vụ bê bối bất ngờ của nghệ sĩ của công ty tôi, những ngày gần đây tôi đại diện cho công ty chân thành xin lỗi mọi người. Mục Thanh Ly bại hoại đạo đức, công ty hiện đã quyết định cấm hoạt động vĩnh viễn. Trong tương lai chúng tôi nhất định sẽ nghiêm túc thực hiện giáo dục đạo đức cho nghệ sĩ công ty, tránh những trường hợp bê bối lại xuất hiện. Mục Thanh Ly, những tin đồn đó có đúng hay không? Không đúng. Vậy xin hỏi cô Mục, sự thật là như thế nào? Cô Mục, cô đạt được vị trí hôm nay có phải là dùng thân thể để đạt được lợi ích không? Tôi không có. Cô Mục, cô có thể tiết lộ người đàn ông đi dạo phố cùng cô là ai không và có quan hệ gì không? Chúng tôi chỉ là bạn bè, ngoài ra không tiện tiết lộ. Nếu như chỉ là bạn bè, vậy có đáng để gánh chịu số tiền bồi thường lớn như vậy để làm người đại diện cho bên kia? Mối quan hệ như vậy thật sự chỉ là bạn bè sao? Cô Mục, nếu cô nói chuyện này không có thật, sao công ty lại cho dừng hoạt động mà không phải bác bỏ tin đồn? Cô Mục, xin trả lời thẳng thắn đi. Cô Mục, tại sao lại lẩn tránh chứ? Cô Mục, xin hãy trả phải lời đó, thẳng thắn. Trả lời đi cô Mục. Cô Mục, trả lời vài câu đi. Trả lời thẳng thắn đi cô Mục. Cô Mục, cho chúng tôi câu trả lời đi. Sao cậu lại ở đây? Đến đây đòi công bằng thay cho người bạn. Công bằng? Cho dù tôi nói cho cậu tất cả mọi chuyện, cậu có thể làm gì tôi? Chuyện lần này chính là do tôi làm đó. Ai bảo cô ta trước mặt tôi giả vờ ngây thơ trong sáng chứ? Đáng đời cô ta. Bây giờ ra ngoài xin lỗi cô Mục, làm rõ mọi chuyện. Cậu nói vớ vẩn gì đó? Tôi biết cậu muốn đứng lên vì cô ấy, nhưng cậu có khả năng này không? Cậu dám đánh tôi? Tôi cho anh cơ hội cuối cùng. Bây giờ ra ngoài thú nhận tội lỗi của mình trước công chúng, sau đó đi xin lỗi Mục Thanh Ly. Nếu không, anh không gánh nổi hậu quả đâu. Thật đáng sợ. Tôi biết, con gà này, bây giờ con đường sự nghiệp không chỉ bị hủy, mà còn cả sau này còn phải gánh những khoản nợ khổng lồ. Cậu tức giận rồi, cậu khó chịu rồi. Nhưng để tôi nói cho cậu biết, cô ta bị như thế này là tất cả đều nhờ cậu đó. Ông không nên làm như vậy. Cái gì? Cậu muốn báo thù sao? Phim trường toàn cầu có giá hàng nghìn tỷ, bối cảnh hùng hậu, một công ty nhỏ như cậu có thể làm được gì? Tôi sẽ cho cả thế giới biết. Cô ta vĩnh viễn không thể quay trở lại. Anh đã mất đi cơ hội cuối cùng này. Tôi sẽ tự mình ra tay đối phó phim trường toàn cầu này. Cô Diệp, tôi đã biết chuyện của cô rồi. Tôi đã làm cậu thất vọng rồi. Chuyện này suy cho cùng là do tôi, không liên quan tới cậu. Nếu không phải cậu, bọn họ cũng sẽ tìm chuyện khác để mà gây rắc rối. Chỉ là không ngờ lại tôi lại hoàn toàn thất bại, thân bại danh liệt. Cậu Diệp, nghĩ kỹ lại danh tiếng của tôi bây giờ, chuyện làm người đại diện cho tập đoàn họ Tô, hay là anh đổi người khác đi. Tôi vô cùng xin lỗi, chuyện hứa với cậu tôi thất hứa rồi. Một người trong sáng như cô Mục trên thế giới này rất khó tìm, thích hợp làm đại diện cho tôi. Yên tâm đi, loại chuyện dơ bẩn như vậy tối hôm nay tôi sẽ giải quyết sạch sẽ. Cô chủ, đây là toàn bộ thông tin về Lưu Kim Long và Thẩm Yến mà cậu muốn. Thẩm Yến từ năm đầu tiên ra mắt đã đá người bạn trai nuôi cô ta đi học, bán thân cho đạo diễn, được vài ông lớn có tiền bao nuôi, đầu tư cho ngoại hình, sau đó trở thành ngôi sao lớn. Bây giờ vẫn quan hệ mờ ám với những ông lớn cấp cao của tập đoàn. Lưu Kim Long hiện là phó chủ tịch phim trường toàn cầu. Kể từ lúc vào công ty, ông ta lợi dụng quyền lực trong tay, ra quy tắc ngầm với nhiều nghệ sĩ trong công ty. Trong thời gian nhận chức, ông ta đã tham nhũng, viễn thủ công quỹ lên tới 50 tỷ. Ông ta luôn ái mộ cô Mục nhưng không được, nên đã ra tay. Đã ra tay? Phim trường toàn cầu có giá trị thị trường hàng nghìn tỷ, tôi muốn mua lại nó với giá 100 tỷ. Tập trung toàn lực vào phim trường toàn cầu, khiến cho cổ phiếu giảm xuống. Chủ tịch Lưu, mời ông. 恭喜你
Chúc mừng cô. Kể từ hôm nay, cô chính là nữ diễn viên nổi tiếng nhất phim trường toàn cầu. Tất cả đều nhờ vào Lưu chủ tịch nâng đỡ. Vậy cô đã nghĩ xong báo đáp tôi thế nào chưa? Chủ tịch Lưu đừng có vội. Khi trước ông đã nói tình nhân của Mục Thanh Ly tới tìm ông, muốn đòi công bằng cho cô ta. Chẳng qua là một thằng hề, tại sao phải quan tâm? Cô ta là con chuột chạy qua đường, mọi người kêu nhau đánh, lời nói của cô ta ai sẽ tin cô ta, ai sẽ giúp cô ta chứ? Nhưng mà tôi nghe nói tập đoàn nhà họ Tô và tập đoàn Thiên Hậu hình như có hợp tác với nhau. Có khi nào Diệp Phàm mượn sức mạnh của tập đoàn Thiên Hậu? Chỉ là một đối tác, không hợp thì đổi. Hơn nữa, không có khả năng tập đoàn Thiên Hậu chỉ vì cậu ta mà đi làm một chuyện nhọc nhằn như vậy. Cũng đúng, dù sao cũng không phải là chuyện của tập đoàn Thiên Hậu. Còn gì nữa không? Chúng ta và tập đoàn Thiên Hậu cũng không có hợp tác làm ăn. Cho dù tập đoàn Thiên Hậu muốn giúp cậu ta, sẽ cũng như con chuột cố kéo rùa mà không có chỗ để nắm. Không biết bắt đầu từ đâu, trừ khi bọn họ mua lại hoàn cầu ảnh nghiệp này. Trừ khi cậu ta là con trai của chủ tịch tập đoàn Thiên Hậu. Mà cho dù cậu ta thực sự là con trai ruột của chủ tịch tập đoàn Thiên Hậu, tập đoàn Thiên Hậu cũng không thể vì cậu ta mà ép mua lại chúng ta. Tất nhiên là không thể. Về giá trị thị trường, tập đoàn Thiên Hậu chẳng qua chỉ nhỉnh hơn một chút. Lĩnh vực kinh doanh chính lại khác biệt, sao có thể làm cuộc mua bán này được? Toàn bộ tòa nhà, ngoại trừ những gia tộc hàng đầu thế giới này, không ai đủ điều kiện mua hoàn cầu đâu. Cậu ta lại không có khả năng là con ruột của chủ tịch tập đoàn Thiên Hậu. Tôi ngược lại chính là cháu trai ruột của chủ tịch hoàn cầu ảnh nghiệp. Cho nên cậu ta là cái thá gì? Vẫn là ông suy nghĩ chu đáo. Đây là tin tức mới nhất của nhà đài chúng tôi. Nữ diễn viên mới của hoàn cầu ảnh nghiệp Thẩm Yến bị phát hiện có quan hệ tình cảm với nhiều lãnh đạo cấp cao của tập đoàn. Nổi bật nhất trong đó là phó chủ tịch Lưu Kim Long. Cái gì? Cái gì? Không ngờ nhóc bắn lại dở trò này. Nhưng cậu ta hoàn toàn không biết phim trường hoàn cầu là doanh nghiệp như thế nào. Lưu Tổng, cổ phiếu của tập đoàn toàn cầu đang điên cuồng rất giá. Chỉ là biến động bình thường mà thôi. Xem ra thằng nhóc này cũng chỉ có thế thôi. Đầu tiên lợi dụng vụ bê bối này để làm bôi nhọ chúng ta, rồi lợi dụng tâm lý lo sợ của nhà đầu tư chứng khoán làm sụt giảm cổ phiếu của chúng ta. Chỉ tiếc rằng chủ tịch Lưu, mức giảm đã vượt quá 30% rồi. Cái gì? Đây sao có thể chứ? Cho dù thị trường chứng khoán hỗn loạn cũng không thể nào là giảm nhiều đến thế được. Chủ tịch Lưu, có khi nào cậu ta dùng nguồn tài chính của tập đoàn Thiên Hậu đến ức chúng ta? Không thể nào. Nếu đúng là cậu ta làm điều này, đó là tự mình tìm đường chết. Nếu muốn đáp ứng hoàn cầu ảnh nghiệp có giá trị thị trường hàng nghìn tỷ, cậu ta phải bỏ ra dòng tiền gấp 10 lần. Cho dù là bán đi tập đoàn Thiên Hậu cũng không thể lấy được nhiều tiền như vậy. Nếu như cậu ta lợi dụng cổ phiếu giảm giá để hội đồng quản trị gây áp lực lên chúng ta, quý bỏ chuyện cấm hoạt động Mục Thanh Ly không? Những lời cô nói rất có lý. Cổ phiếu có tuột cũng không sao. Tôi nghĩ cách ngăn nó lại. Tôi phải gọi cho chú tôi ngay bây giờ. Còn về chuyện dừng hoạt động, cô yên tâm. Cô bây giờ là nữ diễn viên của hoàn cầu. Tập đoàn không thể chịu đựng được sự hỗn loạn như vậy. Ban giám đốc chắc chắn sẽ tìm cách để bảo vệ cô. Còn bao lâu nữa? Đến lúc thị trường chứng khoán vào bước cuối. Còn 5 phút nữa sẽ kết thúc. Chuẩn bị giấy tờ thu mua. Đi hoàn cầu ảnh nghiệp một chuyến với tôi. Chủ tịch, không tốt rồi, có tập đoàn đánh úp. Tập đoàn đánh úp? Là ai không biết tự lượng sức như vậy? Nói là ấp à, ấp úng gì đó. Nói mau, là Thượng Kinh Diệp Thị. Thượng Kinh Diệp Thị. Không đúng. Thượng Kinh Diệp Thị này vô duyên vô cớ đánh úp chúng ta làm gì? Tôi trước giờ luôn ngoan ngoãn phục tùng nhà họ Diệp. Là ai to gan như vậy? Sao vào phòng chủ tịch mà không được phép? Thượng Kinh Diệp Thị. Cậu Diệp, sao cậu lại đích thân đến đây? Tất nhiên là đến mua lại phim trường hoàn cầu rồi. Là cậu Diệp mua sao? Cái này là hợp đồng thu mua phim trường hoàn cầu. Ký tên đi. Cậu Diệp, phim trường hoàn cầu của tôi trị giá hàng nghìn tỷ. Cậu mua lại với giá 100 tỷ. Anh có ý kiến? Không có, thông báo cho tất cả cổ đông. Hội đồng quản trị sẽ được tổ chức sau 5 phút nữa. Chú, phim trường hoàn cầu của chúng ta đã bị đánh úp. Chú mau nghĩ biện pháp đi. Chuyện này nhất định có liên quan đến tên họ Diệp kia. Nói cho bọn họ, 5 phút nữa gặp tại hội đồng. Chú có đang nói chuyện với cháu không? Trong vòng 5 phút, mang theo Thẩm Yến đến phòng hội nghị gặp tôi.
Trong vòng 5 phút, mang theo Thẩm Yến đến phòng hội nghị gặp tôi. Dân. Chủ tịch Lương, chủ tịch nói sao? Chú nói đưa cô đến phòng hội nghị gặp chú ấy. Chắc là thảo luận làm sao đưa ra phương án bảo vệ cô. Chúng ta mau đi thôi. Được. Đợi cho đến khi chuyện này được giải quyết, tôi muốn cho tên họ Diệp kia biết hậu quả khi đắc tội với tôi. Mọi người trong ban quản trị đều đã có mặt. Quả nhiên. Sao cậu ta lại ở đây? Cậu cút ngay cho tôi. Nơi này là phòng hội nghị của phim trường Hoàn Cầu. Cậu có tư cách gì ngồi ở đây? Chú, sao chú lại đánh cháu? Thứ ngu ngốc, sự nghiệp mà tao vất vả tạo nên đều bị quỷ trong tay mày rồi. Chú, đây là một chút ảnh hưởng tiêu cực. Chỉ cần chúng ta định hướng mặt chính, nhanh chóng làm rõ, rất nhanh thôi là giải quyết xong. Chủ tịch yên tâm đi, tôi sẽ đích thân bắt quả tin đồn. Làm sáng tỏ chuyện này, phim trường Hoàng Cầu bây giờ đã bị thu mua rồi. Tôi nói rồi không nói nữa, nghe lời chủ tịch mới đi. Chú, nhất định chú đang nói đùa đúng không? Ai có thể mua được Hoàng Cầu chứ? Có tôi. Sao lại là cậu? Để tôi giới thiệu một chút. Tôi bây giờ là chủ tịch mới của phim trường Hoàng Cầu. Cái gì? Cậu ta không thể. Tuyệt đối không thể. Chú, đây chỉ là một người bình thường. Cậu ta làm sao có thể là? Không thể nào. Bây giờ tôi đã có đủ tư cách thay cô một đòi công bằng rồi chứ? Chứng cứ rõ ràng. Cô ta cần công bằng cái gì? Chứng cứ rõ ràng. Vậy cô mau nói cho tôi, cô một khi nào, ở đâu, cùng ai xảy ra chuyện này? Nói không được. Mau lấy ra đây đi. Đây là Thẩm Yến và Lưu Kim Long hối lộ giới truyền thông để tung tin đồn, chỉnh sửa ảnh lịch sử trò chuyện của cô Mục. Chỉnh sửa ảnh lịch sử trò chuyện của cô Mục vào hồ sơ chuyển nhượng. Mọi chuyện không nhất thiết phải ồn ào như thế này. Nhưng có người trong số các người ở đây có quan hệ mờ ám với Thẩm Yến. Có người không biết đúng sai. Có người chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân, không quan tâm đến cô ấy là vô tội. Bây giờ tôi nói mỗi một người trong phim trường Hoàng Cầu này lần lượt đến xin lỗi cô Tô. Ai có ý kiến? Rất tốt. Còn về việc phải làm gì, không cần tôi dạy các người nữa chứ. Cô Tô, tôi xin lỗi. Cô Tô, tôi xin lỗi. Cô Tô, tôi xin lỗi. Các người thì sao? Sao? Không nghe thấy lời của cậu chủ Diệp hả? Xin lỗi, không nghe rõ. Xin lỗi, được. Xin lỗi xong rồi, tiếp theo phải chịu trách nhiệm. Cô Thẩm, bắt đầu từ cô. Cô Thẩm, bắt đầu từ cô. Thẩm Yến, cô là một nghệ sĩ toàn cầu, làm hư hại hình ảnh của nghệ sĩ, gây tổn hại lợi ích công ty, đặt điều cho đồng nghiệp. Bây giờ cô quyết định tiến hành dừng hoạt động vĩnh viễn cho Thẩm Yến, bồi thường tổn thất 100 tỷ cho công ty và truy cứu trước pháp luật. Cô có ý kiến gì không? Tôi sai rồi, Thanh Ly, tôi sai rồi. Cô giúp tôi cứu vãn tình hình đi. Về sau tôi không nhắm vào cô nữa. Thẩm Yến, sớm biết có ngày hôm nay, tại sao còn phải làm ra những chuyện trước đây? Đem đi đi. Đừng mà. Lưu Kim Long, đến ông rồi. Cậu Diệp, những tổn thất gây ra cho cô Mục, tôi sẵn lòng chịu trách nhiệm toàn bộ. Cậu có thể tha cho tôi được không? Ông dựa vào đâu cho rằng tôi sẽ tha cho ông một mạng? Ông trước đây không phải rất thích chơi trò quy tắc ngầm sao? Nếu không phục, ông có thể dùng năng lực của mình tự mình đi tìm công bằng cho bản thân. Tôi không dám, không dám. Trước đó không phải ông nói tôi cái gì cũng không làm được sao? Sao không thử xem? Cậu Diệp, tôi sai rồi, xin hãy tha thứ. Tha cho tôi được không? Lưu Kim Long biển thủ công quỹ 50 tỷ, lạm dụng quyền lực ra quy tắc ngầm với nữ nghệ sĩ, đặt điều gây tổn hại đến danh dự người khác. Lần này sợ rằng nửa đời sau cũng không ra được. Cậu Diệp, cậu tha cho tôi được không? Tôi làm trâu làm ngựa cho cậu được không? Cậu Diệp, tôi xử lý như vậy, anh có ý kiến gì không? Không có. Vậy thì tốt. Tiếp theo, tôi muốn chuyển ban giám đốc. Tôi tuyên bố, kể từ hôm nay, cô Mục Thanh Ly sẽ đảm nhận chức giám đốc điều hành mới của phim trường Hoàng Cầu. Có ai phản đối không? Cô chủ, quá trình hợp nhất Hoàng Cầu Ánh Nghiệp đã hoàn thành.
Được, phim trường hoàn cầu này về sau giao cho một Thanh Ly quản lý. Cô ở đây cũng lãng phí nhiều thời gian rồi. Sau khi chuyển nhượng hoàn thành, hãy tiếp tục làm tốt dự án của tập đoàn Thiên Hạo. Được. Còn chuyện cô Mục muốn mời ngài ăn cơm để tỏ lòng biết ơn, chỗ đã được đặt sẵn cho tối nay ở nhà hàng Thành Dân. Đây là địa chỉ cụ thể. Được. Diệp à, thằng nhóc này nói hai ngày trước đi đâu, gọi điện thoại cho cậu cũng không bắt máy. Đổi số rồi, sau khi hôn lễ kết thúc, nhà Lưu Thanh bọn họ cứ làm phiền tới mãi. Cậu biết rồi đó, xin lỗi, nói cho cậu biết. Đúng rồi, chuyển tiền cho cậu. Alipay nhận được 6 vạn tệ. 6 vạn? Thằng nhóc này cậu trúng số hả? Chẳng qua 3 vạn tệ này tớ không thể nhận nó. Tôi chuyển cho cậu. Hôm đó nếu không có cậu, tớ không biết còn gây ra bao nhiêu chuyện mất mặt nữa. Lại nói cậu sắp kết hôn phải không? Trước sau gì cũng đều cần tiền. Nếu là tớ, coi như đó là tiền quà mừng cưới của tớ đưa cậu, được không? Nếu cậu không nhận, vậy không thể làm anh em với nhau nữa rồi. Được, được thôi Diệp, tớ ghi lại rồi, đừng phí lời. À đúng rồi, cậu gọi điện thoại cho tớ làm gì? Nói cho cậu về chuyện của buổi họp lớp. Cậu đều biết hết rồi đi. Vừa hay lát nữa chúng ta có thể vào cùng nhau. Tính thử nào, chúng ta đã không gặp nhau trong nhiều năm. Đúng vậy. Cậu xem, đây là Từ Triệu. Đúng vậy, Từ Triệu là thằng nhóc này. Ngay từ đầu ba người chúng ta đã có quan hệ tốt. Lý Cường, thằng nhóc này còn nhớ tôi sao? Diệp Phàm, đã lâu không gặp. Đúng vậy, cũng khá lâu rồi. Giám đốc Trương, anh đến rồi. Buổi họp lớp lần này có anh mới là trọn vẹn. Qua Khôi Trần, xe đậu lệch rồi, giúp tôi đậu xe. Làm ngay, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Từ Triệu ơi Từ Triệu, cậu hiểu chuyện hơn so với năm đó rồi. Mời mời, mời đi. Trương Dương này lúc còn đi học, ý vào trong nhà có một chút tiền, cùng đồng bọn bắt nạt người khác. Cả ba chúng ta đều nhìn không quen. Thật không ngờ anh ta trở nên thực tế như vậy. Đây không phải Diệp Phàm sao? Cậu ta cũng tới. Nhớ năm đó không phải là em theo đuổi người ta sao? Còn bị người ta cự tuyệt. Đáng ghét. Lúc đó người ta không hiểu chuyện thôi. Đến cũng rất tốt. Em muốn nhìn xem lớp trưởng năm đó bây giờ là thứ gì. Đi. Bên này, giám đốc Trương. Qua Khôi Trần, mời vào trong. Các bạn học, hôm nay đây là buổi họp lớp 3 năm của chúng ta. Trước khi chính thức vào chỗ ngồi, tôi có vài lời phải nói. Thật ra cũng không có gì, chính là chúng ta ngồi ăn uống bình thường. Những điều cần chú trọng cũng nên chú trọng, đúng không? Suy cho cùng, cũng không thể giống như lúc đi học, không có chừng mực. Vậy phải ngồi thế nào mới là có chừng mực? Tổng giám đốc Trương, giá trị thân phận trăm vạn, liền ngồi vào ghế chính. Những người khác thì sao? Ngồi ở phía sau mà dựa, giống người làm công như hai cậu đây. Tùy tiện tìm một chỗ ngồi là được. Từ Triệu, tôi nói cho cậu điều này, làm vậy không đạo đức. Mọi người đều là bạn cùng lớp, quy tắc chứ không quy tắc cái gì. Ngồi đại là được rồi. Không được, không được. Diệp Phàm là lớp trưởng cũ của chúng ta, cậu ta không được ngồi ghế chính thì thật xấu hổ. Lớp trưởng Diệp, đúng không? Hôm nay rất quan trọng, những bạn học của chúng ta cùng nhau tụ họp. Tôi ngồi đâu cũng được. Tôi ngồi sofa cũng được. Giám đốc Trương, tôi biết rồi. Tôi vẫn nhớ tình bạn giữa các bạn học của chúng ta. Nhưng chuyện này không thích hợp. Có gì không thích hợp sao? Quy tắc chính là quy tắc. Cho dù anh có ép buộc Diệp Phạm xếp cho ngồi cạnh anh, nhưng bên cạnh anh đều là những người có giá trị cao thuộc tầng lớp thượng lưu. Các anh cùng nói về dự án hợp tác, cậu ta cũng không thể xen vào. Như vậy cậu ta sẽ không bối rối. Chuyện này ngược lại cũng tốt. Đúng lúc tự cẩn có một thương vụ, tôi cũng muốn giúp cô ấy tư vấn một chút. Chỉ sợ không thể đi cùng Diệp Phàm nữa. Cậu đi tìm một chỗ ngồi đại đi. Vậy lớp trưởng, tôi không khách sáo nữa. Tôi thấy cậu nên ngồi ở đó đi. Trần Tử Kim, đây chẳng phải là Qua Khôi Trường chúng ta sao? Nghe nói được mấy người tìm kiếm ngôi sao của Hoàn Cầu Ảnh Nghiệp phát hiện, đã diễn được vài bộ phim rồi, trở nên nổi tiếng. Không ngờ hai người họ thành một cặp. Năm đó cô ấy còn theo đuổi Diệp Phàm. Nghe nói năm đó Diệp Phàm muốn chuyên tâm học hành, chuẩn bị thi vào trường danh tiếng, nên từ chối cô ấy rồi. Diệp Phàm cũng thật thảm, không tốt bằng Trương Dương. Qua Khôi ngôi sao trường cũng trở thành phụ nữ của người khác, ngay cả người bạn tốt nhất cũng trở thành đàn em của người khác luôn. Xúc phạm gì đó. Trương Dương phát tài cũng thôi đi, Từ Triệu nếm giày Trương Dương, đem dịp của chúng tôi ra làm. Tại sao trước đây tôi không nhận ra cô ấy lại xấu tính như vậy? Cường à,
Diệp Phàm, hôm nay tôi sẽ cho hai người biết sự khác biệt giữa chúng ta. Tôi nói này Diệp, cậu xem bộ dạng ma quỷ của cậu ta, thà sẵn lòng làm chó cho người khác cũng không muốn nhìn thẳng mặt chúng ta. Chúng ta nghèo khiến cậu ta mất mặt như vậy. Chưa từng nghe câu người giàu có trong núi sâu có họ hàng xa, người nghèo nơi thành thị không ai quan tâm, đương nhiên ai có tiền sẽ nịnh người đó. Cậu nói như vậy, chúng ta đều đến chỗ Trương Dương nịnh nọt nhé. Lỡ như người ta vui vẻ, còn có thể cho chúng ta một ít tiền tiêu phải không? Trong xã hội này chính là so sánh ai nhiều tiền hơn. Các người nếu như không phục, đem giá trị thân phận bày ra đây. Từ Triệu, nghe nói cậu và Diệp Phàm là bạn tốt của nhau, bây giờ khó lắm mới gặp nhau một lần. Cậu không qua mời cậu ta một ly sao? Giám đốc Trương, hôm nay anh là người lớn trong hội trường. Tôi hả? Cũng là người phụ trách cho buổi họp lớp này. Tôi đương nhiên là muốn phục vụ anh cho tốt rồi. Bọn họ, quan hệ của chúng tôi chính là như vậy, chính là gật đầu quen biết thôi. Tất cả bạn học tại đây, hay là cậu lấy danh nghĩa của tôi đi tới mời anh ta một ly. Cảm ơn cậu đã từ chối Trần Tử Kim, để lại một người đẹp thế này lại cho tôi. Được thôi giám đốc Trương, nếu anh đã phân phó, vậy tôi sẽ làm thật tốt. Uống đi. Cậu đến đây làm gì? Không bằng phục vụ giám đốc Trương của cậu cho tốt. Đi đến đây không sợ giai cấp công nhân này của chúng tôi làm mất mặt cậu. Tôi biết cậu đang không vui vẻ, nhưng hiện tại chính là hiện tại. Đến qua khôi tầng cũng đi theo giám đốc Trương. Cậu còn chưa hiểu sao? Trên thế giới này có tiền chính là ông nội. Chút khí chất vô dụng này của cậu. Diệp Phàm, đứng lên đi. Ly rượu này tôi thay cho giám đốc Trương mời cậu. Ý khinh miệt gì đây? Uống rượu cũng cần phải đi thay. Suy cho cùng thân phận người giám đốc đặt ở đâu đây? Giám đốc Trương mời cậu uống rượu là cho cậu mặt mũi, là vinh dự của cậu. Diệp Phàm, cậu nên đứng lên, nâng ly bằng cả hai tay và cùng ly với tôi. Nếu không là cậu đang thiếu tôn trọng. Nếu không là cậu đang thiếu tôn trọng. Từ Phi, tôi cho cậu biết, cậu làm chó tôi cũng không cản. Nhưng cậu nên biết, không phải ai cũng đều rẻ tiền như cậu. Trước khi một người học đi, đầu tiên là học bò. Nhìn cậu đi, là nhìn tôi xem, sự khác biệt này còn không rõ ràng sao? Diệp Phàm, ly rượu này cậu không được từ chối. Cậu cũng không có tư cách từ chối. Từ Triệu, tôi nói cho cậu biết, chúng tôi tuy rằng nghèo, nhưng không làm ảnh hưởng đến tôn nghiêm của mình. Cút về bàn trăm vạn của cậu, ở đây không chào đón cậu. Tôi nhớ Từ Triệu trước đây không phải là người có khí chất nhất sao? Có tiền đặt trước mắt, khí chất là cái gì? Tôi đoán Trương Dương kêu cậu ta ăn phân, cậu ta cũng sẽ không chút do dự. Những người bạn tốt nhất ngày xưa còn đạp lên đầu họ để làm hài lòng người khác. Thật là trớ trêu. Im miệng hết cho tôi. Tôi cho cậu cơ hội cuối cùng, đứng lên cho tôi. Được rồi, được rồi. Đều là bạn học, đừng cứng nhắc như vậy. Cái gì gọi không đứng dậy? Nâng ly của cậu lên cho tôi, đây là không tôn trọng tôi. Từ Triệu, tôi có lớn như vậy không? Giám đốc Trương, còn không nói anh kiếm được nhiều tiền. Cái khí chất này, xuống một cái rồi lên một cái, đúng không? Diệp Phàm, giám đốc Trương đều đã qua đây rồi, cậu vẫn còn ngồi, cậu còn không đứng dậy nhận rượu. Này cậu, bỏ đi, bỏ đi. Một người làm công như cậu ta lại chưa từng nhìn thấy thế giới rộng lớn, ép cậu ta làm gì? Nào, lớp trưởng cũ, cảm ơn cậu đã để Trần Tử Hiên lại cho tôi. Ly này tôi mời cậu. Sao cậu còn lướt điện thoại? Tôi không uống rượu. Cậu uống một ly thì chết sao? Tại sao bạn lại cứng đầu như vậy Diệp Phàm? Cậu có biết hay không, ly rượu này của giám đốc Trương có thể đem lại giàu có cho cậu cả đời. Ly rượu này của giám đốc Trương có thể đem lại giàu có cho cậu cả đời. Ây da, không có phô trương như vậy. Mức lương hàng năm hiện tại của tôi chỉ vài trăm vạn. Suy cho cùng cũng chỉ là tôi chỉ là nhân viên cấp cao ở phim trường Hoàn Cầu. Phim trường Hoàn Cầu, một công ty có giá thị trường hàng nghìn tỷ. Trương Dương cũng làm việc ở phim trường Hoàn Cầu. Chẳng trách hai người có thể ở bên nhau. Trai xinh gái đẹp của trường cũ trở thành một cặp trai tài gái sắc hiện tại. Tiền mới là thứ chắc chắn nhất, là thứ không rời bỏ mình. À đúng rồi, Diệp Phàm, gần đây bận gì không? Hay để tôi giới thiệu cho cậu một công việc. Phim trường Hoàn Cầu có nhiều ngôi sao quốc tế, trụ cột như một thanh ly cũng ở đó. Mức lương cơ bản sẽ không thấp. Cậu suy nghĩ thử. Diệp Phàm, tại sao cậu lại ngây người? Ý tốt của giám đốc Trương sao cậu lại không nhận? Nhanh nhanh đứng lên cảm ơn. Đủ rồi đó. Hai người nói xong chưa? Cho rằng có chút tiền dơ bẩn là giỏi rồi đúng không? Mà bày ra bộ dạng cao cao tại thượng đó, Cường à. Cảm ơn nhiều lắm. Tôi có việc phải làm, đừng kích động. Tôi chỉ là đang sợ lớp trưởng của chúng ta tài năng, chất lượng không ai biết đến, lãng phí tuổi trẻ của chúng ta. Diệp Phàm, cậu đang có ý gì? Ý tốt của giám đốc Trương, cậu không dập đầu thì thôi đi. Còn không biết cảm ơn giám đốc Trương một tiếng.
Diệp Phạm, tôi rất vui vì năm đó cậu đã từ chối tôi. Tôi cũng rất vui. Đồ sĩ diện hảo. Diệp Phạm, tôi nói cậu đây là đáng đời. Ồ, tôi hiểu rồi. Đây chính là lý do tại sao cậu sẵn sàng làm chó cắn người. Từ Triệu, tôi khinh cậu. Được rồi, Từ Triệu, không phải ai cũng giống cậu, hiểu chuyện như vậy. Một số người cơ hội bày ra trước mắt, cậu ta không biết nắm bắt lấy, cả đời không làm nên chuyện lớn gì. Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, cậu ta sẽ hối hận gì ngày hôm nay. Nói lời này còn không biết giám đốc Trương Hoàng Cầu ảnh nghiệp phụ trách về công việc gì. Tôi chỉ là điều phối, diễn viên, quản lý một vài ngôi sao nhỏ. Trần Tử Kim ngay dưới tay tôi. Ông chủ Trương, anh thật khiêm tốn. Ai không biết ngôi sao của Hoàng Cầu ảnh thị, trong tương lai mọi người sẽ bắt đầu tuyến thứ hai. Tần Hiểu Hoa, tương lai tươi sáng. Thảo nào có một số thứ không thể truy cập. Ý là có số điều anh đã biết và tôi cũng chưa xứng đáng được biết. Anh có thể hiểu như vậy. Vừa rồi chưa nói chuyện, vừa rồi vừa nói, liền diễn rồi. Cậu có thể nói cho tôi biết Hoàng Cầu ảnh nghiệp có điều gì anh đã biết gì và tôi vẫn chưa xứng đáng được biết. Cô Diệp, anh Mục ở ô số 32, tôi xin đưa cô đến đó. Không cần đâu, tôi tự mình tới đó. Ông Trương hỏi anh đó. Được rồi, đừng đẩy anh ấy. Một anh ta một lần nữa, những lời nói dối của anh ấy không phải là sự thật. Lúc đó sẽ xấu hổ biết bao. Các bạn cùng lớp, hôm nay tôi bắt đầu tôi định đóng vai một người bình thường, hòa nhập với mọi người. Tôi không ngờ mọi việc lại diễn ra như thế này. Những người bình thường, làm sao? Lẽ nào còn muốn ngồi trên mây hả? Có thân phận thứ hai, chúng tôi không biết. Nào, hãy cùng nghe xem liệu cậu có thể làm tôi sợ đến chết không. Đánh giá quá cao khả năng của một người. Hoàng Cầu ảnh nghiệp, công ty giải trí hàng đầu Giang Châu, đã thay đổi quyền chủ sở hữu hôm nay. Hoàng Cầu ảnh nghiệp đã được thu mua lại. Ai lại hào phóng như vậy? Tôi đã không biết gì việc lớn như vậy. Có tin cho rằng người mua lại là tập đoàn Thượng Kinh họ Diệp. Chủ tịch mới của Hoàng Cầu ảnh nghiệp chưa qua 20 tuổi, có thể gọi là trẻ trung và đầy triển vọng. Đó là Diệp Phạm. Diệp Phạm, không thể nào, điều này là không thể. Không thể nào đâu. Diệp Phạm đã thực sự mua lại Hoàng Cầu ảnh nghiệp. Điều này có nghĩa là anh ta đã có giá trị hơn 100 triệu sao? Đây mới là người giàu thật sự. Không giống như sự hào nhoáng đó, trị giá hàng triệu, đuôi dơ lên trời. Buồn cười nhất chính là Trần Tử Kim và Từ Triệu. Một người thân phận nhiều tiền, người tốt không làm, lại muốn làm một con chó. Chả đi được lâu đâu. Ông chủ Trương, vừa nãy ai thề đó, anh ấy có địa vị cao nhất trong lòng mọi người. Lại là ai nữa? Chúng ta cần sắp xếp công việc cho cậu Diệp của chúng ta. Dù có cơ hội cũng không thể nắm bắt được. Chẳng có gì đạt được trong cuộc đời này. Đúng rồi, Từ Triệu, theo tuyên bố mà cậu nói. Vậy để tôi hỏi cậu, anh Diệp của tôi có giá trị tài sản hàng trăm tỷ, nên làm bản nào? Tôi đã không thích anh từ lâu. Người đàn ông rất yêu tiền, nhưng hãy hành xử một cách khôn ngoan. Trước hết hãy học làm người, hiểu không? Và cô, trước đây không xứng với cậu Diệp, bây giờ thậm chí còn kém hơn. Tôi không tin. Trong tin tức không được nhắc tới tên. Chắc chắn là người giống người thôi. Phải, có thể đấy. Diệp Phạm, cậu chứng minh thế nào? Chứng minh? Điều này có cần thiết không? Cậu không dám chứng minh điều đó, vậy thì giả mạo. Tôi sẽ chứng minh điều đó. Cô Mục, cô là cô Mục? Là tôi. Xin chào, tôi đến từ Hoàng Cầu ảnh nghiệp. Anh Diệp, tìm cậu đúng là không dễ dàng. Mục, Diệp, có khách quý tới từ Thượng Kinh. Tôi sợ cậu không có thời gian ôn kỷ niệm cùng bạn bè cùng lớp ở đây. Không có gì, dù sao ở đây cũng chẳng có gì để làm. Cường, Từ Triệu sẽ gặp những khó khăn gì trong tương lai, có thể tìm tôi. Hãy là một người tốt và đừng là một con chó. Anh Diệp, chủ nhân của tôi muốn gặp anh. Chủ nhân của anh? Họ của chủ nhân tôi là Diệp. Cậu hai đã đến. Tự giới thiệu bản thân, Diệp Thế Quân của gia đình Thượng Kinh họ Diệp. Về mặt quan hệ thì nên gọi tôi là chú hai.